Kính chào anh em. Kênh Trần Văn Lĩnh sẽ hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em chiếc xe tải Đô Thành EJ65. Đây, trước mắt anh em là con xe này giá chỉ ngoài 400 triệu thôi. Xe mình là con xe này có tải trọng là 3 tấn 49 nha. Và ngoài ra là xe này cũng có tải 1 tấn 9 và 2 tấn 2 cho anh em lựa chọn. Đô Thành phiên bản Gold. Đây. Rất là đẹp. Cabin vuông. Anh em mình hãy xem cái thùng xe trước nha. Xe thùng xe mình là dài 4m38 lọt lòng. Chiều cao đây là được 1m9. Kèo bạc thì chúng ta có thể kéo lên được. Anh em mình ra phía sau đi. Coi chiều ngang với lại cái phía sau. Ngang được 1m94, rất là rộng luôn. Rộng thế này là cabin ngồi, cabin nó cũng rất là rộng luôn. Đây, kéo cửa đây. Như cái cửa bật ra hai bên nha nè. Đèn xi nhan sau. Đây, bánh xe cua. Lốp bánh là cỡ lốp 7R16 DRC. Một cái bánh xe cua phía sau. Đây, nhíp 2 tầng. 5 lá. Cầu. Đây, cầu của xe. Đây là bình dầu nè. 80 lít. Bánh trước bánh sau đều đồng lốp DRC. Yes, sâu lắm, cửa mở. Euro 4. Xe mình được khuyến mãi định vị nha anh em. Mua xe là được tặng sẵn luôn à. Lắp. Rất là chắc chắn luôn. Anh em chạy xe mà vô số cũng rất là nhẹ nhàng. Rồi thoát đi. Kính bấm, đa số hiện xe hiện tại đều kính bấm cả. 3 chỗ ngồi. EJ65 thì nó được cái nội thất rất là rộng luôn nên là ngồi rất thoải mái. Xe mình trang bị sẵn máy lạnh. Đấy, vô lăng. Màn hình điều khiển này nè, anh tắt luôn. Rồi. Mình sẽ nổ máy luôn nha. Đây, đây vô nè. Mà nhỏ lại. Quạt rất là mát. Có máy lạnh sẵn rồi, mình đã bật máy lạnh sẵn rồi. Mát đi chân rồi. Đèn nè. Pha cốt nè. Mở volume nè. Tích hợp lên vô lăng luôn. Coi. Anh em nghe tiếng động cơ không? Rồi. Rất là êm luôn. Chỉ nhấn ga nè. Phía bên này là có hộp chứa đồ. Yes, sâu lắm. Một phần không kém phần quan trọng đó là cái động cơ. Động cơ là trái tim của con xe. Xe mình là trang bị động cơ Isuzu. Rất là bền. Thể tích là 2.7B1. Có trục bô tăng áp đầy đủ. Đây. Đây. Cái lốc lạnh này. Xe mình là gạch điện nha.
các cái dòng xe EZ, nhưng mà EZ 49 nó mới bị lỗi, hệ thống điện hay bị lỗi, nhưng mà EZ 65 đã khắc phục được điều đó rồi. Nên anh em mua EZ 65 cũng an tâm. Nhíp trước nè. Xe mình có thùng bạc, có thùng kính có. Và xe này mình có hỗ trợ ngân hàng cho anh em. Mình bán chiếc xe này là giá tầm khoảng là 410 triệu. Và ngân hàng mình sẽ hỗ trợ cho anh em là 320 triệu. Hồ sơ cả nước luôn, tỉnh nào cũng được. Anh em cung cấp cho mình chứng minh nhân dân và sổ khẩu. Và anh em có mục đích mua xe là có mục đích sử dụng là ok, ngân hàng sẽ duyệt cho anh em vay từ 2 đến 6 năm. Lãi suất là 0,7% trên tháng. Đấy. Anh em cần có nhu cầu thắc mắc hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình. Lĩnh sẽ tư vấn cho anh em. Còn ngoài dòng xe EZ Đô Thanh, bên Trần Văn Lĩnh cũng có các nhiều dòng xe khác như xe Dắt, xe Chiến Thắng, đầu kéo. Đấy, rất là đầy đủ luôn. Quay cho anh em xem. Đấy, Dắt, Suzuki, Kenbo, Đông Ben. Công ty mình là có 5 showroom, đại lý 3X của nhiều dòng xe, nên anh em cứ yên tâm. Từ xe lớn, xe nhỏ đầy đủ. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video clip và hẹn gặp lại những video clip khác nhé. Xin chào.